Mến chào anh em, trong cái video này thì Cú Đồng Thái sẽ chỉ cho mọi người cách để chúng ta phân tích được biên lợi nhuận của công ty là gì nhé. Biên lợi nhuận là một cái chỉ số rất là quan trọng giúp chúng ta đánh giá được cái khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đấy có hoạt động có hiệu quả không? Bán được 100 đồng thì thu về bao nhiêu đồng? Và so sánh với doanh nghiệp khác xem là hiệu quả cao hay thấp. Thì đây là một cái chỉ số nằm trong phần là hiệu quả hoạt động, hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp mà Cú đã nói đến trong cái series là học chứng khoán trong một trang giấy rồi. Anh em nào mà chưa xem thì nhớ vào trong phần mô tả có cái link về series này hoặc tìm trên kênh để xem lại nhé. Trong cái video này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các cái nhóm chỉ số đấy, cách để tìm kiếm thông tin, cách để tìm hiểu sâu hơn về giá vốn, về biên lợi nhuận, ba cái loại chỉ số này là gì và hai lưu ý trong phần là cách dùng nó như thế nào nhé. Trước khi đi vào video này, anh em nào mà là người mới với kênh của Cú ấy, thì đừng quên bật đăng ký, bật thông báo và xem hết những cái tài liệu trên kênh của Cú nhé. Có rất nhiều thứ thú vị trên kênh để cho anh em xem đấy. Ok chưa? Rồi, phần 1, chúng ta tìm hiểu rằng là biên lợi nhuận là cái gì. Thì biên lợi nhuận ở đây chúng ta để vào trong cái phần trang web của công ty chứng khoán hoặc là trang cà phê, có rất nhiều chỗ có cái phần này. Thì trong cái phần mà chỉ số tài chính ấy, nói về hiệu quả hoạt động của công ty ấy, đây là mình đang xem VHM nhé. Và cái app mình đang xem là app của TCBS. Mình gõ VHM này, mình bấm vào cái phần là phân tích cơ bản này, mình vào cái phần chỉ số, tab chỉ số này, mình kéo xuống phần hiệu quả hoạt động này, thì ra là ba cái chỉ số biên lợi nhuận gộp biên lợi nhuận hoạt động và biên lợi nhuận sau thuế được tính sẵn cho mình ở đây rồi. Ok chưa ạ? Anh em nào mà chưa mở tài khoản của TCBS thì hoàn toàn có thể mở cái tài khoản này với cái việc là mở online 100% và miễn phí hoàn toàn nhé, không phải nộp tiền gì cả, mở bằng đường link này. Ok chưa? Và đường link này cũng được đính kèm trong phần mô tả của video. Thì biên lợi nhuận gộp ấy được tính toán bằng cách nào? Đấy, chúng ta quay sang cái trang là tài chính để xem báo cáo tài chính của công ty. Thì trong cái phần mà báo cáo kết quả kinh doanh ấy, anh em sẽ cần để ý mấy con số như này. Thứ nhất là doanh thu ở trên là doanh thu thuần, đúng chưa ạ? Thì đây chính là mẫu số này. Biên lợi nhuận được tính toán dựa trên cái mẫu số là doanh thu thuần. Biên lợi nhuận gộp thì họ dùng cái lợi nhuận gộp này này. Họ chia doanh thu thuần ở trên và nhân 100% là ra biên lợi nhuận gộp. Để cho biết rằng là công ty này, chẳng hạn ông bán được 100 đồng thì sau khi trừ đi giá vốn hàng bán ấy, ông thu về bao tiền, đúng chưa? Công ty càng ngon thì giá bán lại càng hiệu quả càng cao, doanh thu càng cao. Rồi công ty càng ngon thì giá vốn của họ vận hành tốt, quản lý tốt chi phí, giá vốn càng rẻ thì cho thấy lợi nhuận gộp cao, đúng chưa? Bạn cứ hình dung đi rằng là bạn cùng với ông hàng xóm, hai ông cùng nhau bán bất động sản. Bây giờ bạn bán được 100 đồng, bạn lời ra 30 đồng. Nhưng mà hàng xóm của bạn bán 100 đồng chỉ lời ra có 10 đồng thôi thì ai có lợi thế hơn? Đúng không ạ? Bạn là người có lợi thế hơn chứ. Bởi vì bạn có 20 đồng nhiều hơn ông đấy, bạn có thể mở rộng thêm hàng, thuê thêm nhà, thuê thêm người để tiếp tục mở rộng kinh doanh. Thế còn hàng xóm bạn bán kém hơn bạn mà không có lợi thế gì đặc biệt ấy, thì họ sẽ dễ dàng bị tụt hậu bởi phía sau, đúng chưa nào? Hoặc trừ khi ông có một cái chiêu gì đấy, một cái đặc độc chiêu gì đấy để giúp cải thiện lợi thế, còn không thì ông mãi mãi nằm ở đấy thôi. Ok chưa? Đấy. Tiếp tục chúng ta nhìn bên lợi nhuận gộp này. Thì trong cái phần lợi nhuận gộp này nó là cái gì? Anh em thể bấm vào cái nút này nhé. Đấy, ở đây doanh thu thuần nó là cái gì? Bấm vào đây để xem nhé. Là doanh thu bán hàng sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu. Thì cái phần thông tin này là phần mình rất là thích này, dành cho anh em nào mà quên bài hoặc lâu lâu không xem lại chỉ số ấy, cũng không nhớ lắm thì bấm vào đây xem, đúng nào? Thì doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán là cái gì? Bao gồm toàn bộ chi phí ABC BGR, giá nhập hàng hóa đầu vào, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định. Giá vốn chính tên doanh thu thì càng thấp càng tốt. Ok chưa? Và ngoài ra nó còn có thêm phần là bấm vào đây. Bấm vào những cái phần này là có những cái link bài viết liên quan đến những cái chủ đề nó quan trọng thì bên TCBS họ đính kèm, thì mình thấy rằng cái phần này họ làm rất là tốt. Anh em có thể tham khảo rất là hiệu quả. Lợi nhuận gộp thì sao? Cũng vậy, bấm vào phần này xem thì nó bằng doanh thu thuần trừ giá vốn. Đúng chưa nào? Và bấm vào đây cũng ra một cái bài khác. Thì họ cứ chọn những cái bài nào đó họ đăng lên thôi, những cái bài rất là hiệu quả. Ok chưa nào? Rồi, vậy thì cái biên lợi nhuận gộp ấy, nó sẽ bằng lợi nhuận gộp chia doanh thu thuần và nhân 100%. Đây chúng ta sang phần chỉ số này, nó chia sẵn cho mình rồi, mình không phải tính nhá. Chúng ta để chọn xem theo quý hoặc xem theo năm ở đây. Ok chưa? Thì trong phần này nó sẽ tính ra chúng ta con số của quý 3 2021 là 66% trong quý, đúng không ạ? Con số thì khá là ghê, đúng không ạ? Bán bất động sản mà lời 66% thì kinh rồi. Đấy, tức là ông bán được doanh thu là 20.000 tỷ nhưng mà lời ra lợi nhuận gộp là 13.000 tỷ.
Đấy, không biết là chắc đền bù rẻ quá, bán giá cao này mà, đúng không anh em? Rồi, vậy thì cái lợi nhuận gộp này nó được mang về công ty chưa? Chưa, đúng chưa ạ? Tại sao lại thế? Tại vì lợi nhuận gộp xong là anh em mới trừ đi giá vốn thôi. Anh em còn phải trả tiền cho nhân công, đúng không? Trả tiền cho chi phí vận hành, thuê văn phòng mặt bằng, vân vân các kiểu, thì nó nằm ở chi phí hoạt động ở phần này này. Đấy, chi phí hoạt động là chi phí phát sinh phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Chỉ bấm vào đây chúng ta xem. Đấy, chi phí hoạt động tính trên doanh thu thuần càng thấp thì càng tốt. Đúng không nào? Thì lợi nhuận gộp trừ đi chi phí hoạt động thì ra được là lợi nhuận hoạt động kinh doanh. Thì cái lợi nhuận hoạt động kinh doanh này chính là cái dòng cái doanh thu thuần sau khi trừ đi giá vốn và sau khi trừ chi phí hoạt động nhé. Đúng không nào? Thì về phần này ở quý 3 ấy là thu về được 13.648 tỷ rồi. Ông ấy trừ đi 660 tỷ chi phí trong quý, ông ra được là gần 13.000 tỷ, là 12.988. Ok chưa nào? Đấy, và sang phần này chúng ta xem chỉ số này là biên lợi nhuận hoạt động ấy, thì nó là 62.8%, con số vẫn rất là ghê, đúng không nào? Tiếp theo ấy, cái tiền này đã thu về chưa? Chưa, đúng chưa ạ? Còn cái gì nữa phải trả nhỉ? Còn chi phí lãi vay nữa. Đấy, thì Vinhome có cái hệ số đòn bẩy là 2.5 lần, tức là ông ấy có 2.5 đồng vốn ấy, thì 1.5 đồng là đi vay, còn 1 đồng là vốn chủ cổ đông, thì vốn đi vay thì phải trả lãi vay chứ, đúng không nào? Thì trừ đi chi phí lãi vay này, phần này trong riêng trong cái quý 3 là trả mất là 502 tỷ, thì trừ đi chi phí lãi vay thì ra lợi nhuận trước thuế, xong còn phải nộp thuế nữa, đúng không chị ạ? Nộp thuế rồi được đền bù ABC BGR thì ra con số lợi nhuận sau thuế là 11.195 tỷ. Ok chưa nào? Đấy, thì con số này là con số mà cổ đông thu về. Thì khi đó các bạn sẽ nhìn thêm nó có hai một con số nữa, là con số là biên lợi nhuận sau thuế là 54%, đúng chưa? Trong ngành bất động sản thì rõ ràng là quý 3 là một quý kinh doanh rất là khởi sắc của ông này, ông mới có con số ghê như này, đúng không nào? Đấy, thì trong phần này ấy, anh em cũng cần chú ý thêm một chút nữa là xem cái dòng tiền của nó ấy, đúng chưa? Xem cái dòng tiền của nó có ok không, ở quý 3 có ngon không, đúng chưa? Thì dòng tiền quý 3 từ hoạt động kinh doanh của nó vẫn rất đang dương khoảng 6.600 tỷ, ta thu được tiền 6.600 tỷ đấy thì cũng khá là ok, đúng chưa? Mãi đầu tư ra ngoài cũng rất là nhiều, hơn 10.000 tỷ, nhưng mà dòng tiền dương kha khá như này thì chứng tỏ là công ty cũng thu được rất là nhiều tiền từ dự án về. Đấy, có một số công ty thì họ bán hàng ra nhưng không thu được tiền, họ có lợi nhuận nhưng họ không thu được tiền, thì điều đó chúng ta cũng cần phải để ý một chút, đúng không nào? Ví dụ như một số công ty thì họ có dòng tiền rất là trồi sụt sập xìu, thì phần này chúng ta phải xem xét kỹ hơn trong báo cáo tài chính nhé, đúng không? Rồi, thì đấy là về biên lợi nhuận là cái gì, và nó có rõ ràng chúng ta thấy rằng nó có ba cái loại biên lợi nhuận, đúng chưa nào? Và ba cái loại biên lợi nhuận này ấy, càng cao thì chứng tỏ công ty càng tốt, càng hiệu quả khi mà so sánh với đối thủ, đúng chưa ạ? Và khi chúng ta so ấy, chúng ta nhớ là so với đối thủ nhé, đừng có so Vinhome với cả Thế Giới Di Động hay là so Vinhome với cả Vinamilk thì nó không đúng, đúng chưa ạ? Chúng ta so với những cái người kinh doanh, những công ty kinh doanh có cái mô hình giống chúng ta ấy, thì mới đúng. Ok chưa? Rồi, cái phần thứ hai ấy là cách sử dụng biên lợi nhuận này là gì? Đúng chưa ạ? Chúng ta biết biên lợi nhuận rồi, vậy cách sử dụng ra làm sao? Về cách sử dụng ấy, anh em hãy lưu ý, chúng ta sẽ có hai cách sử dụng. Thứ nhất là chúng ta đánh giá cái biên lợi nhuận này so với ngành. Phần này thì rất là cơ bản thôi. Chúng ta xem đây này. Chúng ta có thể quay sang cái phần là phần trang chủ này. Bấm vào cái phần bảng giá cổ phiếu này. Trong phần này bấm vào cái phần là tổng quan thị trường thống kê hữu ích này. Bấm vào cái tab là cập nhật kết quả kinh doanh này. Trong phần này là thống kê cho anh em hết những cái chỉ số liên quan đến biên lợi nhuận của ngành. Ok. Anh em bấm vào cái tab bất động sản này. Rồi, và anh em kéo xuống. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái bảng ở đây tổng hợp là biên lợi nhuận theo quý. Đúng chưa ạ? Chúng ta thấy rằng là cái gì? Cái ngành bất động sản này nó có cái biên lợi nhuận gộp bình quân trung bình của cả ngành là 24%. Biên lợi nhuận dòng trung bình là 2.39% trong cái quý 4 2021. Quý 3 thấp hơn. Quý 2 thấp hơn. Đúng không ạ? Và quý 1 2021 thì lại có vẻ cao hơn. Quý 5 mà. Đấy. Tức là có cái đặc thù là quý 3, quý 2 là bán kém, nhưng mà quý 4, quý 1 là bán tốt. Thì khi mà chúng ta so theo quý, chúng ta nhớ là so theo quý với cùng kỳ năm trước nhé. Đúng chưa ạ? Ví dụ anh em xem quý 4 năm nay là 24%, thì phải xem là cái quý 4 của năm ngoái là 15%. Thì năm nay có sự tăng trưởng tốt. Nhưng mà nếu mà so với cả cái quý 4 của năm 2019 ấy, thì thua. Đúng chưa ạ? Không bằng 2019.
Ok chưa nào? Thì nếu mà các cái chỉ số là biên lợi nhuận của công ty chúng ta theo dõi mà nó cao hơn chỉ số của ngành, thì tức là công ty đấy đang có cái hiệu quả bán hàng, hiệu quả về sinh lời tốt hơn ngành. Đúng chưa? Hàm ý là công ty làm tốt. Đấy, ví dụ nôm na đấy, anh em mua hai con xe và cho hai ông tài xế Grab chạy. Một ông thì chạy rất là ghê, một ngày chạy được 3-4-50 cuốc, mang về là 5 triệu một ngày. Nhưng một ông khác thì ngồi chơi, một ngày chạy được 2 cuốc, trái tiền đâu, còn lỗ. Thế bây giờ đầu tư cho ông nào? Thế có ông thì bảo đầu tư ngay cho ông 30 chạy 30 cuốc rồi kìa. Đúng. Ông ấy chạy 30 cuốc thì rất là an toàn, sinh lời đều đặn. Đúng chưa? Thế nhưng mà hỏi sang cái ông chạy 2 cuốc mà sao mày lười thế, mày ngồi mày chạy có 2 cuốc đấy. Thì ông tài xế đấy bảo là: báo cáo anh là em chạy 2 cuốc một ngày, nhưng mà em chỉ chở cho đúng con gái chủ tịch, hay chở cho đúng con gái của bác thủ trưởng trong văn phòng chính phủ, và mỗi cuốc là bác ấy trả cho em 10 triệu, làm rất nhiều việc. Đấy. Thế thì bạn lại phải hiểu rằng à, cái thằng này nó đang có một cái mô hình kinh doanh nó khác và nó đang rất là đầu cơ. Đúng chưa? Được ăn cả ngã về không? Được thì được rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà thua thì bạn mất trắng, mất cả xe. Đúng như nào? Thì khi chúng ta xem cái công ty cũng vậy. Nếu bạn thấy công ty mà hoạt động ở một cái mô hình mà bền vững, nó an toàn, nó ổn định rồi, thì công ty đó sẽ có cái sự tăng trưởng đôi khi là không đủ cao, không đủ nhanh. Một năm tăng trưởng 20-30% thôi là tuyệt vời lắm rồi. Đúng không ạ? Nhưng bù lại thì cái rủi ro của bạn thấp. Nhưng nếu bạn thích đầu cơ, bạn đầu tư vào những công ty khác có cái sự rủi ro cao hơn, thì bạn sẽ chấp nhận rủi ro cao nhưng mà lợi nhuận phải rất cao thì mới đáng chúng ta làm nhé. Đúng chưa? Thì phần này nó chính là liên quan đến gọi là cái chu kỳ công ty. Cái biên lợi nhuận này nó không giống với nhau, vẫn là Vinhome thôi. Anh em nhìn nhé, thì vẫn là Vinhome thôi. Nhưng mà nhiều khi ấy, chúng ta xem so sánh ấy, thì cái chu kỳ của nó sẽ khác nhau. Cái chu kỳ là cái gì ạ? Tức là nếu mà cách đây khoảng chừng 5 năm, 7 năm đi, thì biên lợi nhuận của Vinhome nó không thể cao như vậy cả. Đúng chưa ạ? Biên lợi nhuận nó vẫn ở mức thấp thôi, thậm chí là 26, 19, 36 cũng là rất là tốt rồi. Nhưng mà trước đó nữa, tầm 2014, 2012, 2013 gì đó, thì cái mảng bất động sản của Vingroup thì nó không, nó, và những trước đó nữa, thì nó cần một thời gian là tích lũy về mặt quỹ đất, tích lũy về mặt con người, tích lũy về mặt mô hình kinh doanh, tích lũy về mặt thương hiệu, kênh phân phối các kiểu, đúng như nào? Và đến khi nó to đùng rồi thì bắt đầu nó ổn định những con số này, và đây là thời gian để hái quả. Thì chúng ta mua những công ty ở những cái chu kỳ tăng trưởng nó bền vững rồi ấy, nó chắc chắn rồi, nó là vị thế đầu ngành rồi, thì cái hiệu quả chúng ta về sinh lời nó không phải quá cao, nhưng bù lại chúng ta được cái là chúng ta an toàn, ăn ngon ngủ yên. Thế còn nếu mà chúng ta đầu cơ vào những công ty mà nó đang ở chu kỳ đầu, đúng chưa ạ? Công ty nhỏ nhỏ đang ở chu kỳ đầu và kỳ vọng vào quỹ đất, kỳ vọng vào bơm tiền của chính phủ ABC BGG, đúng không? Và nó tăng trần đến rất nhiều phiên rồi, đúng chưa ạ? Như công ty CEO hay là Đích trong cái thời điểm quý 1 2022 này, thì chúng ta phải hiểu rằng ấy, nhìn về chỉ số cơ bản, về hiệu quả hoạt động nó khá là yếu. Nếu mà nhìn sâu về cái tài sản thì nó cũng khá là yếu, đúng chưa ạ? Chúng ta phải hiểu rằng những công ty này nó có một câu chuyện là nó mong muốn về trong tương lai nó trở thành ông nọ bà kia, to sánh ngang với top những công ty đầu ngành, đúng chưa ạ? Thì nếu mà nó đúng, nếu ban lãnh đạo mà có tầm, có tâm, quỹ đất ok rồi nó gặp thời thì nó có thể được như thế. Nhưng bù lại nếu nó không làm được như thế thì sao? Hoặc nếu tất cả là bánh vẽ, nếu tất cả những điều đó mà ban lãnh đạo nói không đúng thì sao? Thì cái rủi ro của bạn là mất rất nhiều. Đúng nào? Vậy thì câu chuyện đây ấy, là trong đầu tư thì nhiều khi là không có đúng có sai. Ông đầu cơ cũng đúng, ông đầu tư giá trị cũng đúng. Nhưng quan trọng ấy, là các ông phải hiểu được cái cuộc chơi của mình là nó có những cái rủi ro và lợi nhuận như thế nào để các ông chấp nhận nó. Đúng không ạ? Thì khi chúng ta chơi cho so sánh cái biên lợi nhuận của công ty mới tăng trưởng, những công ty đầu ban đầu ấy, mới ra thị trường, thì cái biên lợi nhuận của nó có thể không cao. Khi mà chúng ta so với những công ty lớn đầu ngành ấy, thì biên lợi nhuận của nó có thể rất là ngon, nhưng bù lại cái tốc độ tăng trưởng của nó sẽ kém đi. Đúng không nào? Thì chúng ta khi mà so sánh ấy, chúng ta cần so sánh thêm cái chu kỳ tăng trưởng nữa. Ví dụ công ty này mới ra thị trường được 2-3 năm, đang trong chu kỳ tích lũy, đang trong cái chu trình là xây dựng nhà máy, đúng không ạ? Thì có thể chúng ta chấp nhận cái biên lợi nhuận của nó một chút, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện của nó trong tương lai. Nếu câu chuyện đó đủ tốt, nếu câu chuyện đó đủ hay, nếu câu chuyện đó tiềm ẩn những sự đột phá, thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Nhưng hãy nhớ rõ ràng là cái tiền này là tiền chấp nhận rủi ro cao, đúng chưa ạ? Thì bạn nhớ điều đó rồi thì bạn có thể là tay trái đầu tư, tay phải đầu cơ hay là như nào đó rất là thoải mái, tự tin, nhưng bạn sẽ ăn ngon ngủ yên và có hiệu quả tốt. Ok chưa nào? Rồi,
Những bạn nào mà muốn cú làm về chủ đề nào thì hãy nhớ để lại ý kiến của mình trong phần mô tả của video nhé. Xin chào và chúc bạn thành công.